Xin chào tất cả các bạn đến với điện tử Đức Anh NVT, website www.bachkhoadientu.com. Trong video này, tôi sẽ tiếp tục với các bạn một phần điện tử cơ bản, nói về một linh kiện rất là quan trọng trong cái lĩnh vực mà điều khiển tự động hóa xử lý các tín hiệu điện, đó chính là op-amp. Vậy thì op-amp là một bộ khuếch đại thuật toán, thì chúng được biểu hiện dưới dạng như thế nào, dưới dạng linh kiện gì, thì chúng ta sẽ giải thích rõ trong video này. Chia sẻ đam mê, khơi nguồn sáng tạo. Thứ nhất, một op-amp được ký hiệu cơ bản là một khối tam giác gồm 3 chân chính, đó là chân đầu vào, đảo, ký hiệu dấu trừ và chữ L, đầu vào không đảo là đầu dương và ký hiệu là chữ P, và đầu ra là ao. Đó, thì đây là một khối chính của một cái bộ khuếch đại thuật toán. Thì đây là cái sơ đồ ký hiệu trong mạch điện. Thông thường thì những cái bộ khuếch đại thuật toán này được tích hợp trong các IC thông dụng mà các bạn thường nhìn thấy trong thực tế, đó chính là những con IC như 4558 được sử dụng rất nhiều trong các âm ly LM358 này, LM339 này, LM324, ví dụ P741 này. Đó là những cái IC được sử dụng cực kỳ phổ biến, mà bản chất của nó chính là những cái bộ khuếch đại thuật toán, hay còn gọi viết tắt là op-amp. Ok, thì trong mỗi con IC này các bạn có thể nhìn thấy này, đây ví dụ như là con LM này, con LM358 đây. Đây con IC đấy, và cái bản thân của nó bên trong sẽ gồm có hai cái khối thuật đại thuật toán như này. Trước hết tôi lại nói, ai mà chưa biết về IC thì tôi sẽ nói luôn, bất cứ một IC nào nó cũng phải có nguồn nuôi cho nó. Và điều đầu tiên là trong một con IC các bạn phải xác định được hai chân nguồn nuôi đó là gì. Ở đây thì chân nguồn nuôi thì sẽ hay được ký hiệu là GND và VCC, hoặc là VSS, hoặc là VCC, hoặc là VDD. Đó là những cái ký hiệu nguồn nuôi của một con IC trong cái bộ khuếch đại thuật toán này, con IC này. Đây là con LM358 này. Bên trong nó sẽ gồm có hai cái khối bộ khuếch đại thuật toán như là chúng ta này, của các em này. Thì hai chân nguồn của nó là chân 4 và chân 8. Trong đó chân 4 là nối với âm nguồn hay nó nối với mát, và chân 8 là nối với chân dương nguồn VCC. Còn lại thì là nó sẽ hai khối còn lại chính là hai khối bộ khuếch đại thuật toán ở bên trong như chúng ta đã nói. Ok, vậy là tôi đã giới thiệu qua các bạn là bộ khuếch đại thuật toán nó là được ký hiệu như thế nào này, và nó được tích hợp ở đâu này. Đó, thì nó sẽ được tích hợp dưới dạng những con IC như thế này. Và trong các con IC này, tùy từng IC nó sẽ có một hoặc là nhiều khối bộ khuếch đại thuật toán. Ví dụ con BV741 thì nó chỉ có một bộ khuếch đại thuật toán thôi. Và con những cái con 4558 và LM358 thì có hai khối. Còn LM324 và LM339 thì nó sẽ có là bốn khối, bốn cái nhóm, bốn cái tam giác này trong. Đó, và cũng tiện ở đây tôi sẽ nói lại về cách đọc IC cho những bạn cơ bản chưa biết gì, thì IC nó sẽ đánh số thứ tự chân như nào. Trong mạch điện thì người ta không thể vẽ hẳn cái con IC như trong thực tế được, mà người ta sẽ bằng cái ký hiệu của nó. Ví dụ con IC này là LM358, trong mạch điện thì nó chỉ được thể hiện bằng các khối này thôi, các khối mạch như này, và người ta đánh số chân nó ra. Đấy, đánh số chân nó ra, chứ người ta không thể vẽ hẳn cái con này được, vì nó sẽ khó vẽ vào, rất là mất diện tích. Thì người ta sẽ phải ký hiệu. Cái ký hiệu đây thì khi mà trong thực tế các bạn phải đọc được là trong cái thực tế nó sẽ đọc số chân như nào nhé. Thứ nhất, các bạn để cái chiều chữ nó thuận với cái chiều mắt đọc của chúng ta, và nhìn vào cái chiều vành khuyết này, hoặc là cái chiều dấu chấm, có nếu con IC nào dùng dấu chấm, thì bắt đầu nhìn theo chiều của chữ vào, thì chân 1 bắt đầu xác định từ cái phần đánh số vòng khuyết này hoặc dấu chấm đó. Sau chúng ta sẽ đọc từ trái sang phải 1, 2, 3, 4 và ngược chiều kim đồng hồ, lại tiếp tục lên 5, 6, 7, 8. Thì đây là số thứ tự chân của một con IC. Cái này thì có những cái bạn nào biết rồi thì có thể bỏ qua, nhưng mà rất nhiều người mới cơ bản thì khẽ chưa biết được điều đấy. Thì khi các bạn có khi là gặp rất nhiều con IC này trong thực tế nhưng không hiểu là nó gồm những cái gì và đọc cách đọc mạch là sao, thì chúng ta sẽ phải học đúng bước một. Đó, bên trong nó sẽ được ký gồm hai cái các cái khối đại thuật toán này. Tôi sẽ nói vừa rồi, nó chỉ nói qua về cái khối và ký hiệu thôi, chưa hướng dẫn các bạn sử dụng. Thì bây giờ sẽ tiếp tục. Thì một cái bộ khuếch đại thuật toán này nó sẽ được ứng dụng như thế nào? Trong video này thì tôi sẽ chỉ nói về ứng dụng về so sánh, là cái ứng dụng thường được gặp nhất và phổ biến nhất đối với những người mới bắt đầu. Thì trước hết là có hai cân nguồn nuôi này, các bạn sẽ phải cấp vào đầy đủ nguồn nuôi cho một con IC là có sẵn. Ok,
Và người ta sẽ đưa ra các tín hiệu điện áp vào hai đầu vào. Đầu vào nhá. Đầu vào sẽ được ký hiệu đầu cộng và đầu trừ này. Trong đó đầu trừ là đầu vào, hai con lựa chữ N là đầu vào đảo và đầu cộng là đầu vào không đảo. Nếu đây này các cái này, nếu mà cái điện áp đặt vào cái chân dấu trừ thường VN mà lớn hơn VP thì cái VOUT nó sẽ gần dẫn về về mát của chúng ta. Đó. Nếu VL mà nhỏ hơn VP, tức là cái chân điện áp đã đặt vào chân dấu trừ mà nhỏ hơn điện áp đặt vào chân dấu cộng này thì cái VOUT nó sẽ kéo lên cái thằng dương nguồn. Đấy là cái so sánh. Tại sao cái so sánh này là quan trọng? Vì giải quyết những vấn đề trong thực tế. Ví dụ khi mà ắc quy yếu chẳng hạn thì nó phải có làm nhiệm vụ gì? Chẳng hạn như khi ắc quy yếu thì sẽ phải ngừng cấp điện để ắc quy không cấp cho tải nữa. Tức là nó phải ra nhiệm vụ là không cấp cho tải để bảo vệ cái ắc quy không bị xả quá, xả cạn kiệt. Hoặc là khi mà ắc quy đầy chẳng hạn thì cần chúng ta phải cần ra lệnh là ngắt ngắt cái bộ sạc ra khỏi ắc quy để không làm bị hỏng ắc quy. Đấy là ví dụ cơ bản thôi. Thì tức là trong thực tế để giải quyết những cái bài toán về so sánh thì phải sử dụng những cái trong cái điện điện học thì người ta sẽ sử dụng những cái bộ huy đại thuật toán này để giải quyết vấn đề. Bộ huy đại thuật toán này sẽ được lấy ở đâu thì người ta sẽ sử dụng trong IC nào chứa nó thì chúng ta sẽ sử dụng con IC đó. Ví dụ con này chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng được con 358 chẳng hạn, là nó như con này chứa hai khối chúng ta có thể sử dụng nó, hoặc là 324, tất cả những con nào mà chứa những khối đấy đều có thể sử dụng được. Đấy, tùy từng chúng ta sử dụng nhiều cái khối đất đại thuật toán thì chúng ta sẽ sử dụng những con IC chứa nhiều hoặc chứa ít mà thôi. Đấy. Nhưng quan trọng là chúng ta phải hiểu được cái khối này nó hoạt động như nào. Đấy. Thì trước hết là nguồn nuôi phải cấp cho một cái khối này. Ok. Thứ hai là phải hiểu được cái nguyên tắc hoạt động là khi đặt điện áp vào hai chân trừ và cộng này. Và xem cái quy tắc như này thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ ở đây là nếu chúng ta đặt một điện áp vào dấu trừ lớn hơn điện áp vào dấu cộng. Giả sử ở đây là 3V đặt vào chân dấu trừ và cái VP này 2V chẳng hạn thì 3 sẽ lớn hơn 2V. Thì lúc đó VOUT này, tức là chân dấu trừ mà lớn hơn chân dấu cộng thì VOUT sẽ cho về mát. Đấy, sẽ bằng là nó sẽ dẫn về mát ngay. Còn nếu mà chân VN mà nhỏ hơn chân VP thì VOUT sẽ đưa về cái dương nguồn VCC này chúng ta. Ví dụ VP đây 3V, VN bằng 2V chẳng hạn thì cái thằng này nó sẽ dẫn về VCC, tức là dẫn về dương nguồn. Đó là nguyên tắc hoạt động nhá. Thì bây giờ tôi sẽ lấy một ví dụ như này. Ở đây tôi có một cái mạch điện sử dụng là một cấp nguồn, một nguồn 5V. Ok, chân ở đây tôi sẽ sử dụng luôn con N1 khối của N358. Chân 1 là chân đầu ra, các bạn có thể nhìn lại qua một thể này. Đây con N358 này. Tôi sẽ cấp 2 chân nguồn này, chân 4 là mát này, chân 8 là 5V này. Chân 3 là chân đầu vào không đảo dấu cộng này, VP này. Tôi cho vào một cái chiết áp. Chân dấu trừ này tôi cho vào một hai con điện trở làm phân áp cho chúng ta. Và chân 1 này đầu ra tôi sẽ đưa vào thắp sáng một con led. Nhá, tôi chỉ sử dụng một khối này thôi nhá, tôi không sử dụng khối bên này, tôi chỉ sử dụng một khối này thôi. Đó thì tương ứng vẫn dư một khối bên này. Và các bạn sẽ quay trở lại với sơ đồ mạch đó. Đây, 8 thì tôi đưa vào dương nguồn và 4 tôi đưa vào cả mát. Và chân 3 tôi đưa vào chân một con chiết áp. Tôi cho lên máy hiện sóng là cái tia màu vàng này nhá. Thì để các bạn quan sát trên máy hiện sóng các bạn có thể để ý, nhìn thấy. Và tia màu xanh này tôi sẽ cho lên máy hiện sóng, tôi lấy ở giữa hai đầu con trở. Hai đầu con trở là một cái cầu chiết áp. Đây chỉ chân 2 chân đầu trừ. Đấy, chân đầu vào đảo tôi sẽ đưa vào cái cầu chiết áp này. Vậy là khi cầu chiết áp như này có một đặc điểm là cái chân tổng trở đầu vào của bọn này là vô cùng lớn. Vậy là tín hiệu đặt ra như nào nó sẽ giữ nguyên luôn cái tín hiệu đấy, chứ nó không làm tiêu hao cái tín hiệu đưa vào. Đó là cái ưu điểm rất là lớn của một cái bộ khuếch đại thuật toán. Ở đây nó sẽ là 10K 10K. Vậy là khi chia đôi ra, các bạn sẽ quay trở lại với cả điện trở, cái bài điện trở và định luật ôm của tôi để biết được là cái ứng dụng của điện trở trong cái cầu chiết áp này. Đấy, thì nó sẽ là 5 này chia cho ở đây hai cái điện trở bằng nhau nên sẽ điểm giữa sẽ là 2,5V. Vậy là điện áp ở đây luôn luôn là bằng 2,5V, đó là chân 2. Ok. Còn đây là con biến trở, tôi lấy cái điện áp ở cái điểm giữa cái chiết áp nhá. Khi tôi xoay cái biến trở thì được cái con chạy sẽ chạy và điện áp nó sẽ biến đổi từ 0 cho đến 5V. Ok. Trong khi đó thằng 2 này luôn luôn là 2,5V. Nếu theo cái quy tắc so sánh như vừa rồi như ở trên này, nếu mà cái con chiết áp này nó chạy là từ 0 cho đến 2,5V chẳng hạn, thì lúc ý là con này nó không dẫn điện, con 1 sẽ xuất ra mức 0 vì con này nó nhỏ hơn. Tuy nhiên thì con chiết áp này mà nó chạy lên phía trên thì nó sẽ dẫn kéo dần về phía 5V này hơn, tức là sẽ khi nào lớn hơn 2,5V, lớn hơn độ bài phát thì lập tức là cái thằng PP này cái chân điện áp tại chân dấu cộng lớn hơn chiết áp chân dấu trừ. Điện áp chân dấu trừ luôn luôn là 2,5V, là một hàng số rồi cầu chiết áp này. Nên chỉ cần con này mà vặn chiết áp mà kéo lớn hơn 2,5V phát thì lập tức con này sẽ
phát sáng. Thì đây là ứng dụng trong lấy ví dụ để mô tả cho các bạn nguyên tắc hoạt động của nó. Còn trong thực tế thì người ta sẽ sử dụng cái này là một con cảm biến nhiệt chẳng hạn, hoặc là một con quang trở mắc với một con điện trở. Khi nhiệt độ thay đổi thì cái con nhiệt điện trở thay đổi và làm cái điện áp đấy thay đổi. Mà dựa vào cái tín hiệu đấy người ta sẽ đưa ra là điều khiển quạt hoặc là điều khiển cái thanh đốt thì sẽ ok. Thì đây là cái ví dụ để cho các bạn quan sát thôi. Thì trong mạch điện ở đây tôi đã mắc sẵn cho các bạn xem. Đó đó, nó gồm một cái như thế, bao gồm như thế này. Rồi. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây này, đây con 358 này. Và đây là con chiết áp này. Và đây là con bóng đèn led này. Và hai cái nguồn tôi đã mắc vào với 5V rồi. Thì các bạn sẽ nhìn cái sơ đồ mạch ở đây. Khi quay lại trở đây chẳng hạn, một khối, một hai các cái chân ở đây rồi đã. Để sử dụng mạch của nó. Đây. Đấy, khi mà cái chiết áp mở cái con chiết áp 10K này mà nó vặn lên thay đổi thì nó sẽ dẫn đến điện áp biến thiên từ 0V từ từ mát cho đến 5V. Thì nó tùy từng cái điện áp đấy nó sẽ so sánh với cái điện áp 2,5V luôn luôn được ghi mã bởi con cảm biến này để có thể đưa ra xuất ra theo cái quy tắc là đây, theo quy tắc như chúng ta tôi vừa hướng dẫn cho các bạn xem. Thì đây là cái ứng dụng cái mô tả đầu tiên để cho các bạn hiểu về cái bộ op amp này, nó có cái nguyên tắc so sánh như nào, tại sao nó có thể giải quyết những cái bài toán như là ắc quy yếu, ắc quy đầy. Đấy là cái ví dụ cơ bản thôi, còn trong thực tế nó sẽ vô vàn cái ứng dụng. Ok, bây giờ tôi sẽ cấp nguồn vào cho nó. Rồi, tại đây là đang có 5V và các bạn sẽ nhìn hai tia. Hiện tại là tôi sẽ cho vào đây. Đây, hiện tại các bạn sẽ nhìn thấy tia. Hiện tại các bạn sẽ nhìn thấy này, tia màu vàng là tôi đang cho vào cái con chiết áp nhé. Cái tia màu xanh là tôi đang cho vào cái hai con điện trở 10K. Quay lại cho các bạn nhìn này. Tia màu xanh là tôi đang cho vào cái chân này này, 2,5V là chân 2 này. Và tia màu vàng là đưa vào chân 3 này. Đấy. Khi có cái này thì các bạn sẽ quan sát hơn. Thì quan sát hai tia trên cái máy hiện sóng này, các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà cái tia màu vàng này, nó nhỏ hơn tia, nó thấp hơn ở vị trí máy hiện sóng, nó thấp hơn cái tia màu xanh, thì các bạn sẽ thấy là bóng đèn led nó không thể sáng. Cái bóng đèn led này từ cái chân này nó đưa ra cái áp gần bóng mát nên nó không thể sáng. Đấy. Nhưng mà khi mà tôi vặn cái con biến trở này thì cái tia màu vàng tăng lên, tăng rồi bao giờ nó trùng với tia màu xanh và lớn hơn, tức là biên độ điện áp nó sẽ lớn hơn, thì lập tức là con này sẽ xuất ra kéo lên PCC theo cái quy tắc này. Thì lúc ý đèn sẽ sáng. Bây giờ tôi sẽ vặn cho các bạn xem. Và các bạn nhìn cái tia màu vàng nó lên này, nếu mà tôi vặn lên này, lên này. Và để ý con đèn nha, khi tôi vặn trùng phát lập tức nó sáng. Đấy, sáng rồi nhá. Nhỏ hơn phát là nó tắt. Sáng ấy à. Đây, ok. Thì đây là những cái bài tập đầu tiên, đó là dùng cái bộ khuếch đại đoàn để so sánh tín hiệu điện áp. Tín hiệu điện áp đây là tôi lấy qua con biến trở. Nhưng trong thực tế thì nó sẽ phải sử dụng các cái cảm biến nhiệt độ này, hoặc là cảm biến ánh sáng để xử lý những cái bài toán, hoặc là đơn giản là một tín hiệu điện áp từ ắc quy đi chẳng hạn. Nó sẽ qua cái cầu chiết áp đấy và nó sẽ giúp chúng ta là so sánh được là khi nào bị ắc quy yếu hoặc khi nào ắc quy đầy để đưa ra một tín hiệu điện để điều khiển ngắt ắc quy ra khỏi bộ sạc hoặc là ngắt ắc quy ra khỏi tải. Cái này là do cái sự ứng dụng của các bạn, còn cái nguyên tắc là tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Cái bộ khuếch đại đoàn nó đơn giản là một cái tam giác theo trong cái hiệu mạch điện, có cái ba đầu, hai đầu vào, một đầu ra, và cái sự tín hiệu so sánh nó sẽ đưa vào hai cái tín hiệu điện áp đầu vào, chân dấu cộng và chân dấu trừ VP và VN đấy. Sau đó thì chân out sẽ phụ thuộc vào cái hai cái này, cái điện áp đặt vào hai chân đầu nó ra. Đó. Đó, còn cái trong cái bộ này nó sẽ được tích hợp trong các con IC như tôi vừa nói ở đầu tiên, 358, 458, 324, 339 rất là nhiều. Cái này trong DataSheet các bạn sẽ đọc được. Đó, thì vậy là khi mà qua video này các bạn sẽ hiểu được là một cái bộ khuếch đại đoàn nó sẽ ký hiệu như là trong mạch điện. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái tam giác trong mạch điện, chúng ta sẽ phân tích được nó không thể quá là khó khăn nữa. Lúc nào thì nó so sánh tín hiệu điện như thế nào và nó đưa ra tín hiệu điện như phụ thuộc vào cái tín hiệu vào như thế nào. Thì trong video này các bạn hoàn toàn có, đã có thể giải thích được nó được tích hợp trong những IC nào và cách đọc IC ra sao. Đó, thì qua video này các bạn có thể biết được rằng là đây là bộ khuếch đại hoạt đoàn op amp, nó hoạt động như thế, nó gồm những chân như thế, và cái quy tắc hoạt so sánh của nó cũng không có gì nào
nó phức tạp và quá khó khăn. Hy vọng sau video này các bạn có thể hiểu được thế nào là bộ khối đoạn toán hay còn gọi là OPM. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về thực hành điện tử chuyên sâu hơn nữa. Hãy nhớ trong video kế tiếp tôi sẽ nói về bộ khối đoạn toán này với nhiều ứng dụng khác và nó khá là rộng. Có người đã nói rằng là nếu ai học điện tử mà không học về cái bộ khối đoạn toán này thì không phải là người học điện tử. Ok, chúc các bạn thành công. Bye.